Tăng 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 tăng. Đấy, mày xem có được không? Thế này tao mua dưới chợ huyện đấy, hàng chín hàng Thái đấy. Đúng là cái thằng áp bao nó nói mình thế là cũng đúng đấy. Mình không làm được cái gì cho vợ con. Cái thằng Ahi này không ra cái gì mà. Tao biết lỗi rồi mà không biết làm thế nào đây. Ôi chàng ơi. Rượu chè làm cái gì nữa. Ngu rồi thì cứ phải. Bây giờ mày làm lại từ đầu đi. Mà biết làm cái gì mày đi chết đi Ahi à. Đi mà chết đi ơi. Sống làm cái gì nữa? Con chết đi! Cái thằng ai này mày chết đi! Sống làm cái gì nữa? Chỉ khổ vợ con thôi, rượu chè suốt ngày. Nhưng mà ngu thế chết làm cái gì chứ? Chết thì để con vợ nó đi theo cái thằng kinh là béo chó thôi. Béo chó thôi! Không được đâu, không chết được! Đây phải tính lại xem. Không biết là con mày Thanh nó có giận mình thật không đây? Mày Thanh ơi! Mày Thanh à! Vẫn là khôn ngu, vẫn là ngu thôi. Ai ạ? À. Mày mày xem thế nào chứ cứ... Cứ thế đà thế này thì không làm ăn gì được đâu. Cất mày lên đây. Cũng này hoảng mất thôi. Mày Thanh ơi, gọi mai không thưa là thế nào nhỉ? Ra đây tôi muốn nói với mày Thanh cái chuyện này cái. Biết là sai rồi. Không có nhé, nó này giận mình à? Nó lại trở về nơi sản xuất thật đấy. Ôi, cái này thì không được đâu. Nó mà theo người kinh ở dưới đấy cái hôm đấy hay là thôi bây giờ đi là phải xuống chợ thôi. Mà mang cái này ổn, mang đi để đựng chứ. À bây giờ biết mua cái gì mà cho vợ cho nó làm lành cho nó đây. Quần áo đúng là mình nghèo thật. Đến cái quần áo mặc tôi cũng phải vợ chồng cũng phải mượn vợ chồng thằng áp áo. Thật sự khó tả thật đấy. Hoàng mắt cháy rồi. Rồi đấy. Thế này còn gì nữa. Ôi. Đấy cũng may mà còn không sao đấy. Nó mà hoàng thật là tao không có gì đi đâu. Bây giờ là thôi đi mua cho nó cái bộ quần áo quan thôi. Cái quần nhỏ với cái áo bé đấy rách hết rồi. Quán đâu? Cô chủ ơi. Vâng, anh mua gì đã? Cho hỏi xem có cái bán cái gì để làm quà cho vợ cái nhân cái đợt 20 tháng 10 không? Từ đây thì em có anh mua một là những cái áo sơ mi áo phông cho vợ này. Hay là cùng anh mua những bộ đồ. Chở nó đắt tiền. Mình không có mấy tiền đâu. Có ít lắm đây. Cái hôm trước bán gà được cả 500 đấy. Nhưng đi uống rượu mấy thằng áp pháo hết rồi. Còn có hơn 200 thu. Đây, để em
bộ này em nghĩ hợp lý đấy. Có đã tiền không? 42.000 một bộ ạ. Thế thì cũng mua được đấy, vừa tiền đấy, nhưng mà cái vợ mình là đúng là cái áo con đấy hôm trước nó còn rách rưới, nó còn không thèm mặc, nó cứ thả lỏng thế thôi. Đấy nó thật đấy, không phải nói đùa đâu. Được, cái này nó lắm rồi. Rồi thế thì bây giờ cô chủ cho thử một tí có được không? Không. Vâng vâng ạ, anh cứ thử thoải mái đi ạ. Không có nhớ cái nó lại không vừa, đấy thì về lại mất tiền toay. Không đấy, được. Ở đây cũng đây bán lên nhiều hàng đấy. Hôm nào vừa mang lên trên chỗ bản mình giới thiệu hàng cho. Vâng. Nhưng mà bây giờ phải cho cái mình thử xem có vừa không đã. Vâng vâng ạ. Thì xem có cái cách nào để thử cho nó vừa được không. Thế thì anh xem em thử cho thử thoải mái nhưng anh đo thử xem nào cho. Nhưng mà lấy cái gì giống để mà đo? Thế cho mượn đo tí xem. Không được đâu, vợ anh béo thế, em gầy này làm sao thử được. Khó khăn thế nữa thì ở đây có cái bưởi của cô à? À vâng ạ. Nhưng mà bưởi đang trên cây sao lại rụng thế? Sao lại rụng ra đây đây? Cho mượn cái dây đây để thử xem. Được đấy. Có khi nhưng mà sao lại bưởi gì nó cứ cạnh nhau thế này thì cạnh nhau thế này thì chắc là cũng không được đâu. Khó mua cây quả cho vợ tôi cũng thấy khó. Đưa đây để thử xem nào. Ngược. Ngược à? Đấy. Có biết đâu đang mặc cái này bây giờ đâu. Lạ quá thôi. Đây. Thôi không phải cúc. Không phải cúc đâu. Nhưng mà bên to bên nhỏ tôi cũng được. Chắc là cũng của vợ mình cũng chỉ bằng cái bên này thôi. Mắc chưa? Mắc cụi rồi. Ôi trời ơi, lằng nhằng quá cái mua cái món quà này. Nó rơi rượu lằng nhằng quá nhỉ. Đấy thì cô xem cái này như thế là cũng là được đấy. Thì rồi. Nhưng mà không vừa thì có cho đuổi không? Vâng được, nhất trí anh ạ. Thế thì gọi cho cái. Nhưng mà thôi không đuổi đâu. Đi xa đường lắm, tít trên núi xuống thì còn cái món quà này thì là cái gì đây không biết nữa. Thế thử thế nào để đây thử luôn đi. Không chị ơi, áo đây bán nào đây? Cái này á? Cái này chị em hay, vừa đấy. Này. Hay chị mặc cho em thử xem có vừa không để còn về xem. Người em thì cỡ nhỏ hơn vợ nhà anh. Cái mông của vợ mình cũng giống cái mông đấy mà. Không vừa, như em thì không vừa. Đây, chị ơi. Thế cho nhờ tí có được không? Nhờ gì đấy anh? Cô này cũng khó khăn lắm. Muốn thử cái quần ấy này cho vợ ở đây. Đây mông bà này to hơn này. Cái mông em có giống mông vợ anh không? Cũng có vẻ giống đấy, cho sờ lại cái nữa xem. Thôi không sờ thì không được đâu. Thế thì cứ thử đi, thử. Thử thế nào nhỉ? Bây giờ chị đi vào trong kia, chị thay chị mặc ra đây cái mình xem có vừa không. Thôi ai lại thế, thử ở ngoài thôi nhá. Ở ngoài thì ấy, thế nào cứ đi vào ấy đi. Cứ đi vào mặc đi xong ra đây xem. Chị còn cho mượn cái túi cái. Đây. Chị ơi cứ mặc nhanh luôn đi để em thử cái, em còn phải về đấy, vợ nó đợi, nó còn đang giận đấy. Mệt lắm, vợ nó giận nó bỏ về ở trên chỗ nhà sản xuất đấy. Chắc là về mẹ đẻ nó rồi. Thế lại làm gì, lại hư cái gì? Không, mình cũng có làm gì đâu, chỉ rượu chè thôi, say tí thôi. Xong chưa? Đấy được chưa em ơi? Xem ra đây xem đây. Xem có được không đây? Cũng bình rồi. Nhưng mà đây chị thử ở ngoài thôi đấy. Những cái mông của vợ mình nó không được như thế này đâu. Mông đẹp lắm rồi. Thôi cũng được nhưng mà không rõ ràng lắm. Phải bỏ cái quần dài ra thử thì mới thực tế chứ. Cứ thế này thì hay thì ai làm thế bao giờ? Thôi cũng thử ra đây. Ôi, khó khăn đến người kinh gì mà khó khăn thế. Thôi được, thế thì lấy cái đấy cũng được. Vâng, chào cái bà chủ nhá, về đấy. Về với vợ con thôi, không có này muộn mất giờ. Nó cứ thử cho xô thế thì biết thế nào mà vừa với không vừa. Cái người kinh đúng là hẹp hỏi lắm. À đây rồi à. Cứ phải thử đẹp cho chắc ăn chắc. Nó cũng giống cái mông của vợ đấy.
cũng được đấy. Chắc là hai cái này là về mình chỉ cần bảo vợ ơi qua rồi, ôi này nhìn dường như không thôi mày Thanh ơi, lại phải quay về với mình thôi. Chào bà chủ nhé, cái mình cũng về trên bản đấy. Cái Mẩy Thanh không biết về chưa hay là ở trên đấy thật đấy. Mua quả cho nó đây thì kiểu gì chả thích. Ôi, thế này mà không lành được mấy vợ mới là chuyển nó không ra gì đấy. Mẩy Thanh ơi! Mẩy Thanh à! Tao về rồi đây. Ra đây đi, có nói chuyện là nói cho. Để đây để cho nó bất ngờ. Đi đâu mà suốt từ sáng bây giờ mới về? Chắc lại rượu rượu thì chè suốt cái gì? Mày oan rồi. Không oan mà giờ mới thấy mặt mũi ở đây. Không, người ta biết rồi. Người ta biết lỗi rồi, người ta đi về đấy. Thì người ta cứ ngồi đây. Ngồi đây ngồi làm cái gì? Cứ ngồi xuống đây. Khổ quá trời, cứ ngồi đây người ta nói thế này cho mà nghe. Tôi thấy thằng A Pao đây, nó coi thường tôi rồi. Nó đây, tôi nghèo đấy. Gia đình mình đúng là nghèo thật. Phải mượn quần áo nó mà mặt còn chưa giả đây này. Ôi. Nhưng mà thôi, từ giờ tôi làm lại cái từ đầu để cho vợ chồng mình nó khá hơn. Cho cái bọn nhí nhít đấy, cho nó còn được cái đi ăn học. Nếu mà biết sai rồi ấy, thì lần sau sửa đi. Từ giờ phải cố mà làm mà ăn vào, không phải rượu chè gì suốt nữa. Tao có một cái bất ngờ ở đấy. Thì mày ngoảnh mặt vào trong kia đi, tao đưa cho. Đây chả phải nói ngoảnh mãi từ nãy rồi. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Đấy, mày xem có được không? Cái này tao mua dưới chợ huyện đấy. Hàng chỉn, hàng thái đấy. Nhân cái ngày 20 tháng 11 mà chị em nó đợi mãi của... mấy cái thằng chồng đấy. Thôi nhận đi cho tao vui lòng. Đây còn cả cái này nữa. Đấy có phải mình thích không? Ôi giờ á, đồ mới xịn đấy. Thế tôi nói là giờ tôi mới làm lại. Để ngày mai đấy tôi xuống đường xuôi cái ông chủ Ngô Nam đấy. Ông có cái đàn trâu, ông ấy chưa có người thả. Mình không xuống đấy hỏi để đi thả thuê cho người ta. Ông chủ Ngô Nam thì ông ấy làm YouTube trên cái kênh mà mượn tên của tôi là Ahi TV gì đấy. Thì xem cứ thế thôi. Thì bỏ qua đi để vợ chồng mình còn ấy chứ. Có được không? Thôi được rồi, nốt lần này rồi đấy. Không có lần sau nữa đâu, nhớ chưa? Rồi, thế thì có đòi thì vào đây cho.